Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 đang diễn ra tại thành phố biển miền Trung. Tại đây nhiều gian hàng đặc sản miền Trung như mì quảng, bún bò, bún hến Huế, bánh xèo Bình Định, nem lụi, gỏi cuốn cùng đặc sản nổi tiếng các vùng miền như hủ tiếu sa đéc, phở thìn lò đốc góp mặt chiếu đãi du khách trong không gian ẩm thực ba miền. Lễ hội ẩm thực và không gian bia được tổ chức nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch hè 2022, tạo nên điểm đến mới lạ để người dân, du khách cùng tham quan trải nghiệm. Được biết lễ hội ẩm thực được tổ chức từ 16 giờ đến 22 giờ từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 với các hoạt động thưởng thức ẩm thực vùng miền và không gian bia mát lạnh. Du khách có thể tham gia trải nghiệm tự tay chế biến và thưởng thức một số món ăn nổi tiếng của Đà Nẵng như mì quảng, mì lá, bánh tráng, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Để tăng tính hấp dẫn của sự kiện, ban tổ chức triển khai cuộc thi Enjoy bánh xèo Đà Nẵng dành cho người dân du khách đến tham gia và mang về giải thưởng là các vô chờ trải nghiệm dịch vụ du lịch vật phẩm lưu niệm